Xin kính chào anh em, hôm nay là ngày 15 tây tháng 6 anh em. Thì xin giới thiệu anh em một số bánh lá ha. Bánh lá này là của dạng IC nè, dạng K nè ha. Thì quy cách thì ở đây mà tụi em làm thì lá bài ngang 3 tấc anh em, dập sóng gân ha, sắc ô môi hoặc sắc trơn tùy theo sở thích anh em. Thì đây cái này là bánh dạng K700 nha. Thì đây tụi em hàng ke hết nè, đó, ke hết. Này là của dàn K700. Nói chung là ca là xài chung hết anh em. Mình xài chung dàn cha luôn nha. Còn IC C đây. 1m thằng 1m1 thì đầy đủ anh em. 9 tấc thì nói chung thì mấy anh em đặt nhu cầu như thế nào thì mình làm nhu cầu cho mấy anh em thấy. Đây là sắt sắt trơn. Cái này ông anh ở An Giang đặt anh em. Thì theo quy cách đó là cũng 3 tấc. Lá dày 1 tấc, sắt 20, thì giá hơi cao tiền xíu. Thì nói chung anh em đặt như thế nào mình làm như nấy anh em. Thì lá đây, bánh đây mình làm nhờ chạy rất là nhẹ máy nha. Đi lại là vô tư luôn. Đây là bánh lá. Đây là chú này ổng đang mua cặp bánh với anh em. Lỗ là gắn 4 ốc vô vừa luôn rồi. À đúng rồi chú, dàn ca đó chú. Dạ. À đây anh em. Này bánh này về à. Còn chú này cũng đang mua anh em. Cái này sắt sắt ga ô môi nha. Cái này là sắt 18. Lá 8 phân. Tại ngang 3 tấc, dập sóng gân anh em. Này mặt ga dày luôn anh em, hàng ke hết ha. Này về chạy anh em là bao đâm. Rồi, chẳng những đây mình có bánh sới anh em. Bánh sới nha, bánh này là bánh sới là của dàn Trung Quốc nè, dàn K IC rồi đầy đủ anh em. Đây là dàn Trung Quốc nè. K IC mà đủ loại. Còn anh em nào có muốn mua mấy cái dàn mà IC hay dàn K này thì mình đầy đủ anh em. IC 80 90 đây. C6, C7 đầy đủ ha. Con này là IC5. Cái nước của cái máy D15. Dạ. Cái nước hả? Cái nước của máy D15. Dạ cái nước. Có. Đủ có mới có. Đây mình gắt là còn rất là nhiều anh em. Rồi để lường anh em ơi. 1, 2, 3. Rồi. Đây là bánh vàng K. Này C5 anh em. 5, 6, 7 đều đủ, 80, 90 đủ, K700 đầy đủ anh em. KME, GIS đầy đủ anh em. Thì đặc biệt bên em có bán hỗ trợ cho góp anh em ha. Anh em nào có ở xa thì nếu mà mình không đến mua được thì mình làm hồ sơ qua mạng qua online đó, trả góp. Rồi lãi suất thì anh em nào mua mới thì lãi suất 10 triệu tháng 100 ngàn. Còn anh em nào muốn mua dòng máy dàn sới cũ thì 10 triệu một tháng 115 ngàn anh em. Mình có bán những cặp bánh vàng máy Thái này anh em, vàng chan đây, bán lẻ luôn. Đây là dạng IC90. Và xin mời chào anh em nha, hẹn gặp lại mấy anh em tiếp sau, mấy ba anh em.